chúc mừng thí sinh Huỳnh Tú Anh, team huấn luyện viên Anh Thơ. Và kính thưa quý vị, như vậy là quán quân của chương trình Gương Mặt Người Mẫu Việt Nam The Space Việt Nam 2023 đó chính là Huỳnh Tú Anh. Và như vậy với hành điều trình của The Space Việt Nam 2023, huấn luyện viên Anh Thư đã là huấn luyện viên chiến thắng của The Space Việt Nam 2023. Một lần nữa, chúng tôi xin được phép chúc mừng quán quân của The Face Việt Nam 2023, Huỳnh Tú Anh. Và xin được phép chúc mừng huấn luyện viên chiến thắng, huấn luyện viên Anh Thư. Điều đó cũng đồng nghĩa là Minh Toại, Phương Vi và Xuân Hạnh là á quân của chương trình The Face Việt Nam 2023. Xin chúc mừng các bạn. Và lúc này chúng tôi xin được phép mời anh Phạm Anh Tuấn, giám đốc thương hiệu MAC Cosmetics Việt Nam, lên trao giải dành cho quán quân của thương hiệu MAC. Tranh điều thuốc đi. Chúng tôi cũng xin được phép mời bà Trang Lê, bà Trần Nguyễn Thiên Hương và host Nam Trung sẽ trao những giải thưởng cho tân quán quân của chương trình. Chúng tôi xin được phép mời ba bạn thí sinh còn lại bây giờ được xem là ba á quân của chương trình cùng bước lên phía trước để nhận giải thưởng của mình luôn ạ. À. Xin mời bà Trang Lê và bà Trần Nguyễn Thiên Hương cùng với host Nam Trung, cùng với các huấn luyện viên, chúng ta sẽ trao giải cho các quán quân và á quân của chương trình.